Chào mừng các em học sinh đã đến với series Giải sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10 của Anh ngữ Jim. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu phần speaking của Unit 10, Ecotourism. Phần đầu tiên trong buổi speaking này, các em sẽ đến với bài tập số 1, đấy là nối những cái động từ ở phía bên tay trái của cô với những cái cụm từ mà có ở bên tay phải. Và các em sẽ sử dụng những cái bức tranh này làm gợi ý để mà giúp các em nối nhé. Rồi trước khi nối thì các em có thể dành vài phút để tự mình nối đáp án. Và bây giờ sẽ cùng check với cả đáp án của cô này. Thứ nhất, từ số 1 ở bên cột bên trái là từ litter. Thì ở trong tranh các em nhìn thấy là những cái người này đang phải thu dọn những cái rác mà có ở trên bãi biển đúng không ạ? Và litter có nghĩa là hành động xả rác. Và do vậy một chúng ta sẽ nối với C, litter on the beach or the street. Câu số 2, avoid. Thì ở đây các em nhìn thấy là một bức tranh có rất là nhiều người đúng không? Và có một người thì cố tránh cái đám đông này ra. Và avoid có nghĩa là tránh. Đấy, và avoid crowded places có nghĩa là tránh chỗ đông người. Số 3, từ follow. Rồi, follow cái này có nghĩa là gì đấy ạ? Các em nhìn thấy là bốn người này đang đi theo nhau đúng không? Rồi, và đi trên một cái con đường này. Đấy, và chúng ta có follow walking path and trails. Tức là đi theo cái lối đi bộ. Và trails cũng là cái đường đi, vết chân đi đúng không ạ? Rồi, từ số 4, hunt. Ở đây là đang có một cái người thợ săn đang cầm súng để bắn chim đúng không ạ? Hunt ở đây có nghĩa là săn bắn này. Và từ phù hợp với nó là hunt wild animals. Săn bắt động vật hoang dã. Từ số 5, waste. Hình ảnh ở bên cạnh đấy là một vòi nước đang chảy đúng không ạ? Và đây là đang lãng phí nước đúng không? Rồi, chúng ta sẽ nối với waste, water and electricity. Lãng phí nước, lãng phí điện. Cuối cùng là từ buy. Buy có nghĩa là mua này. Và ở đây các em nhìn thấy là một người này đang nhìn vào một cái cửa hàng có rất là nhiều đồ, rất là đẹp đúng không? Và có vẻ như người này là khách du lịch bởi vì đang có cái ba lô ở trên vai này. Đấy, và chúng ta sẽ nối với E. Buy local made souvenirs. Có nghĩa là mua những cái đồ lưu niệm được sản xuất tại địa phương. Bây giờ thì chúng ta sẽ chính thức đến với phần speaking. Đấy là chúng ta sẽ thảo luận những cái thứ mà có ở trong cái bài tập 1 vừa rồi. Và cùng nhau nói xem là nên hay là không nên làm những cái việc đấy khi mà chúng ta trở thành eco-tourist, tức là những cái người du lịch sinh thái này. Và những cái expression, những cái cách biểu đạt dưới đây sẽ giúp các em. Ví dụ như đơn giản nhất của việc nói nên hay không nên thì chúng ta sẽ sử dụng should hoặc là should not, đúng không ạ? Đồng nghĩa với nó là ought to hoặc là ought not to. Một cách diễn đạt khác đấy là one of the things can hoặc là should not hoặc là should do is. Đấy. Cách thứ ba đấy là I suggest that. Tôi gợi ý rằng cộng với một chủ ngữ này, sau đó cộng với should hoặc là should not, cộng với verb. Và cách cuối cùng đấy là it will be better or it will good if. Nó sẽ tốt hơn nếu như, sau đó cộng vế đằng sau, đúng không ạ? Nếu như chúng ta làm gì đó, hoặc là avoid doing, tức là tránh làm gì đó. Rồi, bây giờ chúng ta cùng xem nhé. Rồi, ở bài số 1 thì có những cái hành động nào cần nên làm và không nên làm nhỉ? Ok, thứ nhất này, it will be better for the environment if we use reusable water bottles instead of single-use plastic bottles. Sẽ tốt hơn cho môi trường nếu như chúng ta sử dụng những cái chai mà có thể tái sử dụng lại thay vì những cái chai nhựa dùng một lần. This way, bằng cách này, we can reduce plastic waste and its impact on the nature. Thì chúng ta có thể giảm được cái lượng rác nhựa và những cái tác động của những cái rác nhựa này lên thiên nhiên. Câu số 2. I suggest that we participate in beach or street cleanup activities. Tôi gợi ý rằng là chúng ta cần tham gia những cái hoạt động dọn dẹp bãi biển hoặc là đường phố này. Bằng cách này thì chúng ta có thể keep the environment clean and protect marine life from pollution. Chúng ta có thể giữ cho môi trường sạch sẽ và bảo vệ sinh vật biển khỏi bị ô nhiễm. Số 3. One of the things we should avoid doing. Một trong những thứ mà chúng ta tránh làm
đấy là leaving trust behind when we visit natural areas. Ở đấy là tránh làm bỏ lại rác khi mà tham quan các khu vực tự nhiên này. We should always take our garbage with us and dispose of it properly to preserve the beauty of the places we visit. Chúng ta nên là luôn mang rác theo bên mình và xử lý đúng cách để mà giữ gìn cái vẻ đẹp của những cái nơi mà chúng ta đến thăm. Rồi, số 4 này. We should turn off lights and air conditioning when leaving our accommodation. Chúng ta nên tắt đèn và tắt điều hòa nhiệt độ khi mà rời khỏi chỗ ở của mình. This will not only, điều này sẽ không chỉ là giúp conserve energy, tiết kiệm năng lượng, but also, mà còn làm gì nữa đây? Reduce our carbon footprint during the trip. Giảm cái lượng khí thải carbon của chúng ta trong suốt chuyến đi. Phần cuối cùng của bài speaking này. Các em hãy talk about what tourists should do or should not do if they are on an eco tour to a tourist attraction in your local area. Hãy nói về những cái gì mà một người khách du lịch nên làm hoặc là không nên làm nếu như họ có đi một cái chuyến du lịch sinh thái đến một cái địa điểm du lịch nào đó ở cái môi trường địa phương của bạn. Sử dụng những câu hỏi dưới đây thì có thể giúp cho em làm bài tập này. Rồi, 4 câu hỏi mà sách giáo khoa đưa cho các em. Đấy là, đầu tiên sẽ là cái tourist attraction ở your local area, nó là gì? Cái địa điểm du lịch ở cái địa phương của các em hãy nói tên nó ra này. Thứ hai, what do you suggest that tourists should or should not do on an eco tour? Em sẽ gợi ý gì cho những người khách du lịch này nên làm và không nên làm khi mà đi một cái chuyến du lịch sinh thái. Câu số 3. Ngoài cái điều bên trên thì the second thing, cái điều thứ hai mà em muốn nhắn nhủ đến những cái người khách này là nên làm gì hoặc là không nên làm gì nếu như mà họ đi du lịch sinh thái và tại sao. Và cuối cùng, em có tin rằng là nó sẽ tốt hơn cho môi trường của cái địa phương của em không? Nếu như là những khách du lịch này đi theo, follow these suggestions, tuân theo những cái lời chỉ dẫn rồi là lời gợi ý của em. Rồi và your local area, tức là cái địa phương của em thì sẽ được hưởng lợi, benefit, đấy, là hưởng lợi như thế nào từ cái việc này. Và what can you do to help? Em có thể làm gì để mà giúp? Rồi và bây giờ sẽ là ý trả lời của cô này. In our local area, ở địa phương của chúng tôi, we have a beautiful national park that attracts many tourists. Chúng tôi thì có một cái vườn quốc gia rất là đẹp mà thu hút rất là nhiều những khách du lịch. I suggest tourists should not litter and should respect wildlife by keeping a safe distance. Tôi gợi ý rằng những khách du lịch thì không nên xả rác và nên làm gì đây ạ? Respect là gì các em? Tôn trọng, đúng không ạ? Tôn trọng những cái động thực vật hoang dã bằng cách là hãy giữ một cái khoảng cách an toàn với chúng. This will help preserve the environment and protect the wildlife. Điều này sẽ giúp gìn giữ môi trường và bảo vệ cuộc sống của những động thực vật hoang dã này. Following these suggestions will benefit the local area and create a cleaner, sustainable environment. Tuân theo những cái lời gợi ý này sẽ có ích cho địa phương và tạo ra một cái môi trường sạch hơn, bền vững hơn. I can spread awareness and support eco-friendly practices to contribute to a greener future. Spread ở đây có nghĩa là lan truyền các em nhé. Tôi có thể lan truyền cái nhận thức này và hỗ trợ, ủng hộ những cái việc làm thân thiện với môi trường để mà góp phần cho một tương lai xanh hơn. Đó, thì các em có thể đối chiếu cái bài speaking này với 4 câu hỏi có ở trên phần useful suggestion mà cô vừa nói cho các em, thì nó đều đáp ứng những cái tiêu chí ở 4 câu hỏi này rồi, đúng không nào? Và đây cũng là phần kết cho buổi học speaking của Unit 10 Protecting the Environment của anh Ngữ Jim. Các em đừng quên bấm đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những bài giảng sách giáo khoa tiếng Anh nào của anh Ngữ Jim nhé. Hẹn gặp lại các em!
See you soon!